Chào các bạn, thực ra bọn mình cũng không nghĩ là sẽ làm một cái video kiểu draw my line như thế này, mà cũng không hẳn là draw my line, nhưng vì không có thời gian, và hay nói cách khác là bởi vì bọn mình nhắc nên là như thế. Trở lại về câu chuyện của bọn mình, thực chất thì bọn mình cũng không có nhiều sự lựa chọn cho vấn đề về giới trẻ, từ internet hay thậm chí là những người lớn tuổi và cả trên mạng xã hội hay bọn mình hay dùng Facebook. Nhưng bọn mình sẽ nêu một vấn đề cũ mềm game theo cái riêng của bọn mình. Đầu tiên, những bạn thanh niên kiểu mẫu hoàn hảo trong mắt mọi người thì theo các bạn như thế nào? Họ sẽ chỉ nghĩ đến các cái thứ rất là tốt đẹp như kiểu internet, vẽ vời hay thậm chí là chơi thể thao ngoài cái giờ lên lớp. Nhưng không như các bạn đó, đại đa số các thanh niên khác, họ luôn trong tình trạng mất ngủ, tóc tai bù xù, mặt mũi thì xám xị, và luôn chỉ nghĩ đến các thứ ở vớ vẩn như Facebook, cơm áo gạo tiền, phim người lớn. Game, ở đây là game, mắt họ sáng lên khi nhìn thấy những cái đấy. Nó cũng kiểu như bạn đang đi đến đích mà gặp phải cái tảng đá to đùng trước sẽ khiến cho bạn mãi không đến đích được, hoặc có đến thì cũng sẽ đến một cách rất chậm hơn so với người khác. Lúc đó thì trông bạn như một con nghiện, tóc tai thì bù xù, quần áo xộc xệch, mắt mũi thì nhắm tịt lại, trong đầu lúc nào chỉ cũng chỉ game và game. Trong giờ học thì có mỗi mình bạn là nằm ngủ, còn tất cả những người khác thì tập trung nghe giảng. Bạn kiểu như là cô độc giữa đám đông. Rồi không chỉ thế còn bị cả thầy giáo phạt khi mà ngồi ngủ giờ tỉnh dậy mắt mũi bơ phờ, hay thậm chí là vào giờ tan trường bạn chẳng thèm đi cái lối mà những học sinh bình thường vẫn đi ở cổng trường, bạn chỉ còn vọt qua cả cổng trường. Đùa đấy, đừng nghịch dại nhé. Bạn tức tốc chạy đến con net như con tính vậy, về chưa kịp về nhà đã chạy thẳng đến con net, con net như ngôi nhà thứ hai của bạn. Đây là game vỡ like. Rồi sau đó thì 3 giờ, 5 giờ, mãi 6 giờ bạn vẫn đắm chìm trong cái game đó, để mặc cho người thân ở nhà đợi. Bố thì ngồi suy tư, còn mẹ thì đứng ngồi không yên, lo không biết con cái mình có gặp chuyện gì không mà về muộn thế, kiểu như vậy. Chỗ này 6 giờ nhá. Khi đi về, tất nhiên bạn sau hồi chơi game ở con net thì không thể nào mà tươi sáng được, bạn vô cùng ủ rũ, con mũi cúi gầm kiểu nhận lỗi. Còn thì bố thì tức giận mắng bạn, tất nhiên là đó là còn may, lúc trước mình còn bị đánh bỏ đi. Lúc đó thì chắc hẳn bạn sẽ buồn rầu, kiểu nghĩ mình vô dụng, lúc nào cũng khiến bố mẹ buồn, từ nhủ rằng sẽ bỏ tất, bỏ máy tính, bỏ Facebook, hay thậm chí là bỏ cái thứ mà bọn mình đang nêu đề tài đây, bỏ game. Cái này khó, nhưng thực tế thì
đâu có gì theo ý bạn đâu. Bạn vẫn nằm ngủ, nhưng kiểu trằn trọc không thể nào ngủ được, bởi vì bạn không thể kiềm chế nổi cơn thèm khát của mình khi mà cái máy tính vô cùng huy hoàng trước mặt. Bạn quay ngang, quay ngược, rồi cuối cùng không thể kiềm chế được cái gì thèm khát của mình. Rồi từ lúc nào không hay thì bạn nhảy đến ngồi bên cái máy tính đến tận sáng, quên đi mất cái mục tiêu mình đề ra ngay lúc đầu là sẽ bỏ game. Rồi từ lúc nào không hay thì đồng hồ nó cũng điểm mất 4 giờ sáng. Trời đã sáng rồi, ngày qua ngày như vậy bạn cứ thức đến mãi 3-4 giờ sáng. Sáng đi học thì không tập trung, khiến bạn như một con nghiện game đích thực. Rồi sau đó là cả một tá suy nghĩ khác, bạn vò đầu bứt tai, không biết là sẽ kiếm được tiền ở đâu. Bởi vì thứ nhất, cái tiền rất là quan trọng. Tất nhiên để kiếm tiền thì chỉ có một cách duy nhất, chắc hẳn là các bạn ai cũng đang nghĩ rồi, đó chính là trộm. Việc trộm thôi. Tất nhiên bạn không trộm được của ai cả, thì không ai khác bạn sẽ phải trộm của bố mẹ. Lúc đầu có thể là chỉ là tệ một vài nghìn, vài ba chục nghìn, đợt sau số tiền lại càng nhân lên theo các số nhân, 1 triệu, 2 triệu. Tiền kiếm được bạn sẽ lại đổ vào game, chắc chắn là như thế. Để nói hết hậu quả của game thì thật sự không thể nói hết được, bởi vì nó có rất là nhiều, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vân vân, không thể nói hết được. Nên để muốn gọt một tương lai tốt đẹp thì bạn phải, cái đầu tiên là phải thực sự quyết tâm, quyết tâm bỏ game. Để từ bỏ game đầu tiên thì có 2 bước. Bước đầu tiên là bạn phải tuyệt tình với game, và game thì có mạng. Thứ nhất là bạn sẽ ngắt mạng, ngắt kết nối mạng. Từ mình bạn ngắt, hoặc là có thể như bố mẹ bạn ngắt. Hoặc thứ hai là có thể dữ dội hơn, bạn ấy từ bỏ cái máy tính yêu quý của mình bằng có thể nhiều cách, hoặc là cho người ta không dùng nữa, hay thậm chí dữ dội hơn là đập nát nó. Đùa đấy, mình dại mình không chịu trách nhiệm đâu. Thứ hai là để quên game thì bạn phải làm việc gì đó nó lúc rảnh. Ở đây là mình giới thiệu qua việc chơi thể thao, có thể là đánh cầu lông cùng người thân, cùng bạn bè, hay có thể chơi một số các môn vận động khác cũng rất là hay, như là chơi bóng đá cùng tập thể, có thể tiết kiệm, có thể tận dụng được các thời gian rảnh mà không phải đắm chìm vào game. Vậy chẳng mấy chốc mà game online, máy tính sẽ ra khỏi cuộc đời bạn. Con đường tương lai của bạn lúc trước tưởng chừng như là rất là đen tối vì một tảng đá to đùng dựng trước, thì bây giờ vô cùng là rộng mở và sáng lạng. Bây giờ thì bạn không cần phải làm cái gì cả. À, phải có ý. Đó là chạy nước rút về đích thôi. Bởi vì thành quả thì mình đã gặt hái được rồi. Bạn đã vượt qua cái cơn thèm game của mình, giờ chỉ là tận hưởng thành quả mà điều đó đem lại. Mình sao không biết, sau đây sau thì mình cũng không biết là tương lai của mình chỉ là của các bạn như thế nào. Nhưng có thể bạn sẽ trở thành một họa sĩ, hay học ở một trường đại học danh tiếng, ra có việc làm công việc ổn định,
Thật sự cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra để xem video dài ngoằng của bọn mình. Thật sự mình rất biết ơn. Xin cảm ơn các bạn. Nhớ like.